xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với clip của Cường Kê Thân. Và mấy ngày hôm nay thì mình không làm clip được. Và ngay bây giờ hãy cùng mình đi ra chợ Đông Tác để xem ngày hôm nay Đông Tác có gì nhá. Ok. Các bạn có thể thấy là vẫn còn áo hàng mùa đông nhá. Bởi vì là... Có chào chú. Ồ, xin chào nhá. Mình lại tiếp tục cửa hàng thùng nhá. Xin chào mọi người nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm áo phông nhá. Áo phông. Em có gì không? Làm vlog à? Ai đây? Này, cái cổ hơi cay. Đẹp phết mà. Đẹp, này đẹp. Cổ hơi bẩn. Cổ dịu dạo. Cổ này mặc vào nhìn nó... Đây cứ cầm ấy, cứ để. Nó phong cách cũ. Thì nó là vintage mà. Empire Speed này hơi rõ vào. Ăn đi quý lô rồi. Old Navy. Ở Đông Tác thì cũng rất là nhiều Kaiden anh em ạ. Ăn đi kilo à. Cây. Đây chúng ta sẽ có rất nhiều quần kaki ở đây nhé. À gì? Limac. Không chào. Techno. Tài đi nhảy đẹp mà. Không, take it in nine. Còn nine thì Urache. Chanomic à? Ờ. Xem bao nhiêu đây nè. Đúng rồi, má giỏi ăn lắm. À. Mày đi đâu ra chợ? Cái xanh bé đấy. 37. Tung hay sao? 37 thì vẫn cố được. Chanomic. Đây là một mẫu mà ngày xưa B-Boy đi rất nhiều. Đây, cất vào xong rồi quấn vào túi cho chị ấy. Con techno này đẹp. Con 57 thì là quấn đi. Có đi 57 không? Ờ, màu ấy. Đợt trước như em gặp con này rồi. Nhà cũng đi size bé ấy. Con camo kia thì 57 cũng vậy. Cái chiếc rồi nhé. Cái dòng ZX này thì ngày xưa đi nhiều. Bây giờ anh không thấy nhiều người đi con này lắm. Mặc dù con này đi rất sướng. À có thằng Sunny hay đi. Gazelle. Đẹp chưa? Anh em cho mình xin tên con này nhé. Unit 100.
Hello, hiện tại là mình mới mua được một đôi giày và vài cái áo không thôi nhá. À, mình sẽ tiếp tục đi tiếp để tìm xem là có gì mới không. Đây là gian hàng Boots của nữ. Khi các bạn mua cái mũ này thì các bạn sẽ mua thêm một con Beeriston 175 giống cái mũ này luôn. Mũ này đẹp hết. Đi về ơ kìa, con này nó bảo không lấy rồi. Nó bảo mẹ lấy về mẹ dùng rồi mà cứ lần phá ở trong này. Thanh ơi, chị Thanh ơi. À, Thuyền đây rồi. Thuyền đi đâu rồi? Không cần phải chết. Chất này chất xịn mà. Chất này ngon vậy nào. Vô tông. Gát nhỉ. Không, gát. Đây là một con champion. Chị bảo bao tiền đấy? 100.000 cái. Đây, anh em hip hop cà phê. Mình sẽ đi tìm khoảng 4-5 cái áo. Polo. Cái gì? Cái này đấy tí xem. Đẹp hết. Đừng có ấy tao. Rất khó để tìm ra những cái con siêu phẩm nhá. Dạo này tất cả những cái hàng ở này nó bị khó kiếm ấy. Ok. Mày lấy đi, mày cứ lấy đi. Đẹp chưa? Đây mình sẽ cho anh em xem một vài cái mẫu nhé. Thực ra thì cái local brand thời điểm hiện tại nó khá là dị. Đây, Garden và The Port Company rất nhiều luôn. Nhưng mà để tìm thấy mấy con siêu phẩm thì thực sự là phải lục rất kỹ thì may ra mới tìm thấy. Đây ở bên này.
con này đẹp phết này. Đây là một cái thương hiệu mà không biết là anh em có ai biết thương hiệu này không? Toy Roy. Mình thì mình không biết. Bạn đã không biết thì mình sẽ không lấy. Thương hiệu gì tên là Toy Roy. Lần trước có thanh niên hỏi em hãng giày, anh có bán hãng giày con gà không? Bán giày bên kia rồi gặp giày con gà. Thằng đấy của Ý mà. Âu Navi à? Đây là một trong số những cái thương hiệu mà ở trên Twitter mình thấy rất là nhiều trong suốt rất là nhiều mùa mà mình làm. Anis Arthur hay là Arthur thì không biết luôn. Bình dân. Hàng đấy người ta mua mới cũng rẻ, việc gì người ta phải mua hai hen. Lì vai thì chỉ có quần bò thôi. Áo không xịn. Sau một vòng lựa chọn áo thì mình đã mua được 6 cái áo. Và mình sẽ tiếp tục đi chọn áo tiếp nhé. Một đôi giày, 6 cái áo ở cửa hàng thứ hai và 2 cái áo ở cửa hàng đầu tiên. Ok. Tóc tai của gì này? Chết hỏng hết cả đầu. Ở đây chúng ta sẽ có một dãy là ti trắng và ti màu. Ở chợ đồ cũ rất nhiều Garden. Garden và Hanet là hai thương hiệu mà mình thấy nó gần như là nhiều nhất. Champion, Nike và Adidas thì lại cực kỳ hiếm. Và các bạn nên nhớ đây là đầu mùa nhé. Đầu mùa còn hiếm nhảy thì đến giữa mùa sẽ không còn nữa. Post Company cũng là một thương hiệu áo chất liệu cô tông khá là tốt. Lại là Garden. Len. Phông trắng này không biết là. Em bước đi nhẹ nhàng, nhưng trong anh bao tổ. Nguyện cầu em đừng đi nữa. Hiện tại là mình đã đi đến gần cuối chợ rồi. Tuy nhiên là trong những cái lô hàng đầu tiên này thì nói thật với cả anh em luôn là chỉ có Garden, The Post Company hoặc là một vài cái thương hiệu như là Hanet thôi. Hiện tại thì chợ chưa có gì mới cả. Đây là một cái thương hiệu mà mình chưa bao giờ nhìn thấy. Hana Samurai. Con gì ấy? À, con đấy đi tập sướng mà. Con này thâm hối đét luôn này. Cái này. Các bạn nhìn nhé. Các bạn nhìn kỹ nhé. Đây là một con fake nhé. Nhìn thật là kỹ. Fake à? Fake à? Mặc fake. Hôm nay mới mua được có mười mấy cái áo thôi. Có cái áo hay dây có lót ngược ở phía dưới, sau dưới nữa. Có được không? Nó hết cả đầu.
xì. 50 cái gì, nó có bán không? Bán đấy. Sẽ bán gì nữa rồi. Vâng. Đẩy ra đây. Em nhìn này. Đây là một con chem xịn nhé. Anh em có thể phân biệt bằng cái cách là nhìn vào cái con logo này. Nó có một cái tem ở phía dưới. Nó con này size hơi bé. Đấy, cho chị em nào mà thích mặc chem thì chắc là mua luôn. Để cho các bạn xem một cái câu chuyện rất là buồn cười. Ở dưới logo rất nét nhưng ở trên lại là cái gì đây? Ở đây chúng ta còn có cả vét. Trong tuần này thôi chứ cùng lắm thì thứ hai.